Dạ, hello cả nhà. Nhà ơi, nhà em này đồ đi ngoại. Ăn thôi, thức ăn cũng phải đóng vào thùng xốp sợ nó hỏng. Thế thì đồ đoàn. Một bao một thùng với lại hai nắm gạo. Bộ khí phải đóng rất cẩn thận, không phải đi sợ nó hỏng. Bắt đạn đây. Thành không? Chơi mấy ngày vậy? Kiểu nằm trong khách sạn luôn. Đó. TV đầy đủ này. Giường thì rộng rãi. Hai mẹ con tha hồ mà nằm. Cả một cái giường rộng như thế này mà. Hai người lớn cũng nằm được. Lúc nãy em có hỏi nhà xe bảo lấy giường này hai người nằm thoải mái thì anh bảo hai người nằm thì thêm 100 nghìn nữa, thế là cũng được. Tại vì nó rất là rộng, hai đứa. Hai người nằm ok rồi. Này đi được cái xe thích thế. Ơi, hai mẹ con Thảo hôm nay không phải nằm ở dưới chân mẹ nữa rồi nhỉ. Thảo mọi hôm mà nằm giường chật thì cứ nằm ở dưới chân mẹ. Thế là hôm nay không phải nằm dưới chân mẹ, hai mẹ con nằm ngang hàng với nhau được. Em lên xe ngửi cái mùi xe là hơi đau đầu nên em cứ phải bịt khẩu trang lại. Cứ chật chật lắm đây. Đó, hai mẹ con cháu nằm ăn rộng thênh thang này đây. Thích thế. Và cả nhà ơi, hai mẹ con em ra đến đây khi 5 giờ. Đáng là về sớm hơn, tại vì em bảo là em về đến ngã năm Kiến An. Thì cái xe đấy nó không về ngã năm Kiến An đâu. Nhà xe bảo em là chờ trung chuyển để về á. Thế là nằm ở bến xe Thượng Lý phải như gần một tiếng đồng hồ rồi. Cứ nằm chờ thôi, thế là chờ mãi chẳng thấy đâu gì cả. Thế là hai mẹ con cái đấy bắt taxi về. Thế là về đến nơi thành 5 giờ, chứ đáng là về đến nơi phải 4 giờ. Thế là đêm trên xe bạn Thảo này ít ngủ. Thế bây giờ về đây hắn ngủ năn quay ở đây. Hắn đang nằm năn nóc ở đây. Và đang bảo cho gọi nó dậy ăn đi, không sợ nó đói mà không việc gì để cho nó ngủ tí. Ngủ cho thẳng giấc cho nó đỡ quấy chứ dậy giờ này quấy. Thế là hai mẹ con về ngủ một trận giờ mới dậy đây. Cũng mệt, xe giường rộng thích lắm nhưng mà vẫn mệt. Sốc cả nhiều cũng sốc. Mẹ ơi, mẹ nấu ăn này à? Ừ, không. Bà ngoại, con gái ra mà ngủ năn quay rồi cho bà ngoại nấu ăn này đây. Ô, mẹ xào mướp à? Giờ bà xào mướp đắng. Đảo đi mẹ, đảo đi không cháy. Bếp to ra quá nhưng mà xào cho to nửa một tí nó mới xanh luôn. Ở đây nó xanh thế, ở đây giống xanh này đó, nó vâng, vàng. Vâng. Rất là tốt. Đây là loại mướp xanh. Yeah. Vâng. Dạ. Con lại lần xào với trứng. Vâng, con cũng thích xào với trứng lắm. Ừ. Xào với trứng ngon, nó dính vào nhau chứ xào thịt nó không dính. Thế nó mỏ. Vâng.
Bà ngoại còn thái nhỏ mâm nhỏ thịt ra để xào nữa. Em thì em hay thái miếng to. Đây canh nấu cua. Xong rồi. Ô mẹ nấu cả canh rồi á? Ừ, canh nấu được canh cấy. Canh cấy à? Ừ. Dạ. Con có măng cua ra ấy. Cua đấy. Mai kia nấu nhỉ? Dạ. Biết mãi còn sao nữa. Vâng. Còn nước nữa thì hôm nay nhà em còn có cả mấy bà cô ở hàng xóm này cơ. Cũng mỗi toán bà một mình cả. Có ba bà một mình ở trong xóm anh em mình cả. Thế là cứ sang đây rồi người tí thức ăn, người tí canh gì đấy. Thế là góp vào nấu cơm chung. Thế là cũng vui. Ăn thì có đáng bao nhiêu đâu. Mỗi người có một nưng cơm. Nay có mẹ con bé Thảo về nữa thì mấy bà tha hồ vui. Thế là bà ngoại nấu ăn đây rồi. Thì chờ các chị đi làm về nữa là ăn thôi. Mấy chị, mấy ông chồng đi làm hết. Thế là nhà có một mình với thằng cu. Thế là bảo thế này đây mà ăn luôn. Thế là hôm nào bà nấu cơm thì này ăn luôn. Ăn với các bà cho vui, nhưng một mình bà cũng buồn. May mà có mấy bác hàng xóm nữa đấy, chứ không có thì nổi thủi. Vâng. Bé Thảo. Bé Thảo ơi. Có phải anh Toàn con không? Ôi con, bé Thảo. Có phải anh Toàn con không? Ôi, bé ra ngủ suốt từ sáng đến giờ luôn. Bây giờ thấy anh đến chơi với em cái là dậy ngay. Thêm cái món khoái khẩu một con vịt của bạn ấy nữa nè. Nhìn tươi tỉnh lắm. Thích ơi. Nhà bạn đây nắm anh trai. Thế là bạn thích chơi bạn trai lắm. Cứ tưởng anh mình thôi. Nhìn với anh cái là quấn quýt luôn. Cơm nước nấu xong cả rồi, bây giờ chờ mấy chị đi làm giày da về nữa để ăn. Hôm nào cũng vậy, chứ thì chờ 11 rưỡi các chị mới về, khoảng 12 giờ kém 2 năm khi đó là các chị về đến nhà. Ăn thôi. Mẹ cất đi mẹ. Vâng, cất đi. Anh Vinh, còn cơm đấy này à? Mình chờ mẹ nữa, chưa thấy mẹ về tí nữa. Trời ơi, ôi 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 trời. À không cần rồi. Cao ngồng ấy nhỉ? Ừ, cao. Ôi vẫn cắn áo sao mà rách vậy? Đâu, tối qua áo cho hết ở trong túi rồi. Thế là lấy áo đây mặc tàu xe. Yêu trên, dạo này gầy. Nhưng mà cao, gầy này thôi. Béo ấy lắm. Ồ, má sẩn lên này. Cái nãy là con gì cắn không biết? À. Dạ. Là về đây nắm đồ ăn. Giờ bắt đầu mới biết ra bá, nhận ra bá đây. Chị à, chị Nguyên không về ăn cơm à? Bá cả hôm nay này về nấu cơm cho bạn nội ăn này, không đến đây. Thế chờ bà Phín tí để nhà mình ăn cơm. Cả nhà ơi, nhà em ăn cơm thì bá cả nên, bá cả ăn rồi á. Thế là giờ nên chơi bé Thảo. Ơi, Duy Anh, Duy Anh, Duy Anh nên chơi bé Thảo thích nhá, cháu nội của bá Nguyên đây. Đấy, Thảo sướng, Thảo chỉ thích chơi bọn trẻ con này nữa cơ. Bà nội có làm được ít nạc tươi, thế là khi nãy em cho vào luộc. Thì bây giờ đang cùng ăn đây. Này em mà sang tháng có cái đám cưới của thằng cu đây, con của bá Nguyên, bá cả sắp lấy vợ. Thế là nhân tiện đấy gì cũng về cho cháu đi học rồi về cưới cháu luôn. Bà Nga ơi, cái này sữa này có ống hút ở bà Nga? Ừ, có bà phía ba Phín cho thua Thảo. Ừ, đúng rồi vậy. Thảo ơi. Thảo ơi, mẹ còn
chơi Thảo. Duy Anh hôm nay ở đây chơi cô Thảo nhá. Từ giờ đến chiều ở đây không được đi đâu đâu. Ây, Vinh cái mặt lên đi kìa. Mặt Vinh cái gì? Mua đây, mua xin nhắn đấy. Nó biết mẹ. Nó biết. À, nó mới biết ra tay nên múa mà. Người ta bảo cái thời gian này là thời gian vàng để cho nó học. Ừ. Đúng như con biết đấy, là bảo càng học bé thì càng. Đấy, nó nhanh biết đúng rồi. Chiều đi hỏi cho cháu nhá. Đi hỏi đi rồi xem như nào mai cho cháu đi học luôn. Đừng để con chơi nữa. Sang tuần. Một tuần hôm qua về cái này nó đã đòi đi học của con bé đấy, nó học ở trường đấy. Ta thế à? Sáng này đòi đi ngay chứ nó không nghĩ. Làm tóc cô đâu con. Bây giờ hai bá đi làm rồi, giờ mỗi mình Thảo với Duy Anh chơi với nhau thôi nhá. Bà ngoại đang nằm ở dưới đất cho mát đây này. Giường bé Thảo chơi bé cứ chạy lên chạy xuống ịch á. Nó khó nằm, bà nằm dưới đất bây giờ lại xuống dưới đất với bà rồi. Vâng. Lên đây con. Tóc tai sụ sạc ra kìa. Duy Anh làm tóc cô sụ hết rồi. Từ sáng đến giờ bán ngủ thông mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng bây giờ buổi trưa này thì khó ngủ nữa đó. Bà con nằm đấy có chợp mắt một tí thì chợp thôi, chứ còn bạn Thảo vẫn không cho ngủ nữa đâu nhá. Thảo bye bye mẹ đi. Bye bye. Giơ tay lên. Bye bye. Mẹ giơ cao lên. Giơ cao lên à. Giơ cao lên đây chứ. Đây này, đây này. Bye bye, bye bye mẹ con đi chơi nhanh. bye bye ở dưới đất nữa chứ. Kéo đó, để bà cất cái phích đi. Con ngồi xuống. Mẹ con cháu ăn vải ba nguyên. Bà ngoài bảo vải dưới ba nguyên dưới đầm đầy ấy. Bà bứt về cho đây. Không còn một cây nữa, sai nắm mà chưa chín. Mai ngày kia, xuống phải. Cái cây này chín muộn hả mẹ? Ừ. Em cũng rửa, có nước rửa đấy. Cô Thảo dẫm chân đồ anh kìa. Nước rửa với đầm báo nguyên à? Ừ. Nam nắm chặt luôn. Ở trên chặt về rối chứ không? Thời tiết ở đây mấy hôm nay có mưa, sáng em về cũng bị mưa. Đây vừa mưa to ra, mưa to lắm. Vâng. Thế đi dọc đường nước nó đẹp. Ừ. Nước chỗ nào cũng có. Khoảng 10:30 thì 11 giờ nó còn mưa. Trong con để mong mưa như gì chẳng mưa. Ở đây đâu nắng hôm nay mưa. Sao ở mấy mai mưa liên tục mà. Đâu, có một tí một. À, thế co tí là được không mắt. Nhưng mà đây mưa to nhất. Mắt mưa. Sao ở ngoài mà môi môi đỏ mà sao trong đây môi lại hồng nhỉ? Ừ. Có đồng thì mình giờ mới cắt lúa hả mẹ? Ừ. Trong được con gieo vãi hết rồi. Ăn mà kiếm số thì được có. Cô Thảo ơi. Rồi rồi. Cô Thảo ăn vải nhá. Cô Thảo ơi, đây mà. Cháu gọi cô Thảo kìa. Mát mát này cô mới ăn rồi chứ không mát cô chẳng thích. Cam thì cắt lúa ăn còn cam mặn nhé. Có cam hả mẹ? Có cam, cam ngọt. Cô Thảo ơi, đây mà. Cô Thảo ơi, đây mà. Mẹ thôi đi ngủ nhá. Không ăn gì thôi đi ngủ nhá. Hôm nay thấy cửa vải mát mát vào trong tủ ăn được mấy quả vải ngon lành luôn. Mấy anh ăn bim bim nhọn mồm cho cô Thảo với. Cô Thảo ăn đi. Dạ thôi mọi người, để em cho cháu đi ngủ chưa đấy. Em có ngủ thêm được một tí nào nữa con, để cho bà nằm một tí. Không bà đi mà rồi thất tha thất thỏ mong mẹ con bé. Thế là có mất ngủ. Dạ hẹn gặp mọi người lại trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo bye bye. Thảo bye bye.